Hello, xin chào cả nhà. Chào nhà, đi quay cảnh biển cho bà con coi chỗ khu nhà giàu Phong Trinh. Đây đang dắt cháu nội mình đi theo chơi nha bà con tội nghiệp. Má lộ, đó, con nhỏ kia thì đi với bà mẹ nó rồi, còn thằng này là anh Liêm ổng cưng lắm, ổng chở đi chơi đó. Bà láo sao mà tụt luôn rồi. Mừng lắm bà con ơi, cho lên xe ngồi, cứ ngồi ghế bé bi ngồi kìa. Má lộ, yeah, are you happy? Rồi mời cả nhà đi đi chơi với hai chồng Lan nha. Còn anh Liêm vẫn dắt đi đâu đây, không nói đi bể biển chơi. Ở chỗ Lan đang bỏ gác nha bà con, ta bỏ giống như đồ xài cũ á. Một năm chính phủ cho mình bỏ ra ngoài đường lộ á, chính phủ lại lấy một lần một đợt, chứ mà trước khi ta lại lấy thì người ta gửi giấy trước, ta báo với mình rác rến gì đó, gác tủ bàn ghế giống gì không xài á, tivi cái gì đó thì bưng ra đây để người ta lấy. Mà thường thường á, bây giờ là người ta đi gom mấy cái đồ đẹp hết á bà con, có mấy người người ta bán đồ trời trời đó, cái người ta đi lụm, người ta biết cái khu nào tháng mấy á, ta để ý người ta đi lụm hết trơn à. Giống như hồi từng rồi mấy cô nó bỏ cái tivi ra còn mới chưa có hư nha, chỉ có mắc cái cây chị bố con trô là cái cây bấm đài á, thì người ta lại người ta lấy liền à. Tại cái cây đó mình đi ra chợ mình mua vẫn được, bà con mua về mình sắp ảnh mình làm lại cái mới được. Hồi sáng tới giờ thì đi ăn sáng với con dâu Lan nha, nó chở, nó mời đi ăn, nói tiếng mời nghe nghiêm trọng. Đi ăn chung với con trai, với con dâu, với cháu nội, rồi bây giờ về thì chở thằng cháu nội nhỏ này đi chơi. Cưng quá bà con ơi, nó khóa đồ trong nhà mà cưng dữ lắm, anh Liêm cũng cưng lắm, vàng á. Mấy lò đó con. Ôi nội đó hả? Đi đâu vậy? Hồi nãy ông nội kêu đem nước theo nha. Nhớ đem nước cho lò đó theo uống. Ngồi kìa. Xăng lên 1 đồng 89 đồng 90 sen rồi bà con ơi, mắc quá rồi. Dạ, rồi chạy đường sắt thứ đó. Ở chỗ này nè, ra city khoảng 89 cây thôi, sang bên. Cái nhà hàng này cũng đắt lắm nè anh Liêm, nè nhà hàng nè, chỗ góc đường nè. Đông lắm. Không, ngày cuối tuần nó cũng đông, ngày thường đông dữ lắm đó. Bà con thấy nhà hàng không đông lắm. Giống như bây giờ có phong trào ở Úc này khoảng 10 năm nay trở lại là uống cà phê với đi ăn ở ngoài. Ăn sáng, đông lắm. Sáng anh police đang bắt để bắt ai ở đây hỏi thăm sức khỏe đó. Rồi, bị đốt rồi. Dán cho tấm bùa bà con ơi. Cái này là mình đang chạy ra city mà mình đi y thách nha bà con, trả tiền. Đây chạy ngang cái chỗ này và nó kêu này nha bà con. Đó, nó kêu một cái tít đó. Bữa nay mời bà con đi chơi với hai chồng Lan nha. Lan với anh Liêm chở thằng Mai Lộ đi chơi mà không nói với Mai Cồ, nó về nhà nó kiếm bà con ơi. Nó mới điện cho Lan, nó hỏi con cái thằng Mai Lộ nó mất tiêu rồi. Đó là city đó bà con, mình đó là city nha, để Lan dời cái máy qua. Đó nguyên cái city, tại đang chạy trên cầu mình quay nó rõ lắm bà con. Đây là bên đây Dockland nha bà con. Đó, ở đây là Dockland nè. Đó. Quá trời, nguyên cái nóc đó nó rắn sô la anh Liêm. Hết trơn luôn, nguyên cái nóc giống cỡ hẳn mình à. Rắn sô la quá trời luôn. Bây giờ nó làm đường nhiều lắm bà con ơi, mà không sơ ý một cái là chạy lạc nha. Nên phải biết tiếng Anh chút xíu rồi mình nghe GPS nó nói mình chạy chẳng thôi ngồi lại. No motel. Đó cái khách sạn kìa, mình lên cho thích được. Mình bây giờ qua hồi lúc trước đi Hồng Kông là mình gặp gì mình mê á anh ha. Bây giờ qua trời ở Úc mình cũng vậy, nó đang xây nữa nè. Không có đi thường xuyên là lạc chết á bà con. Nè hotel nữa nè anh. Hotel nữa nè. Anh Liêm đang chạy trên cây cầu hình chữ O nha bà con. Bây giờ xây xung quanh vòng vòng xung quanh city vô nhau nha.
hello ơi. Ồ đẹp trai quá à. Ông nội cưng quá, ông nội chở đi chơi chút xíu nha. Ừ, để ông nội chở đi chơi. Anh Liêm tẻ về. Tẻ qua sân trước đã. Chạy cặp biển đi hơi một chừng 10 mấy cây số, 20 cây số. Xăng gần 2 đồng một lít, hai chở chồng đảo một vòng về chắc mấy chục đồng tiền xăng đó bà con. Thì cái này nó sửa sạn đua xe. Còn YouTube thì trả được 1-2 đồng bạc gì đây. Cái này thuộc việc thích làm nha bà con, chứ không phải tiền nhiều đâu đó. Wow, bắt đầu mùa thu lá vàng. Đây, lá bắt đầu nó vàng vàng nha bà con đó. Ta ăn uống bà con thấy không đông lắm. Mình thích ăn ngồi xanh vậy đó. Đông lắm mà còn vui lắm. Nắng đẹp bữa nay. Bữa nay nắng ấm nè. Bây giờ bắt đầu còn chút xíu nữa thì đi cặp cái biển câu chạy dài lên. Brighton. Đường này là đi tới Phúc Si. Nó có xe máy đi đâu anh. Ở Úc này cũng có một số người vô gia cư cho bà con. Nãy mới chạy ngang nè. Tại muốn vô gia cư thôi, chứ ở đây chính phủ người ta cũng cấp nhà hậu sinh rồi chợ. Mà một số người như người ta thích đi lang thang gì đó. Chứ ở đây người ta có thất nghiệp cho ăn mà. Từng cũng được 500, hình như hơn 500 chút xíu đó, mà tại nhập người không biết, mình không hiểu sao người ta thích ở gì đó, đi ở ngoài ở ngoài bụi được chơi vậy đó. Chứ thay vì 500 thì mình ta muốn nhà đồ xe phòng đồ ở cũng được gì. Rồi tới bãi biển Sân Cứu Đà rồi nha bà con. Bữa hôm thằng mày cổ dắt nhỏ đi từ sáng tới chiều đây nè, dắt con nó đi chơi nè. Melbourne mình đặc biệt là có đường xe chem nha bà con. Bà con thấy đường ray xe chem không? Tối nó gà. Đường ray xe chem. Anh chạy theo dưới xe đó đi anh. Left only kìa. Còn này no anh chị, anh chạy theo xe nãy đó. One way đó. Ồ, vô đường đẹp quá ha. Nguyên cái khu ăn uống người ta mà đó. Từ từ người ta đi bộ nhiều lắm ha anh chị ơi đó. Nguyên cái khu ăn uống nha bà con. Nè đường này nó bích tới đây ha. Đúng rồi đó, đường này nó bích tới chỗ đó đó. Thẳng ra tới ngoài.
mua mấy triệu bạc cái biển đâu mà anh sửa nữa. Nhiều khi trong cái sửa rồi anh ơi, mà tại vì cái anh ta muốn thay đổi nhầm người ta thích cái kiểu xưa vậy đó, chứ anh ta muốn cào bỏ mà xây lên cái mới rồi nhầm người ta không thích ta. Của ông bà ta để lại sao ta để ý gì, dù cho ta giàu cỡ nào ta cũng không phải cào bỏ này mà đó. Bên kia là nó sẵn kiểu đã đó, đừng biết có cặp dài là bãi biển không á. Trái rồi phải đi thẳng hả? Đây là bãi biển này, đi dài là tới chân. Đây tình chỗ mấy gì ba đều đi công mực á hả? Ừ. Đây nè, dòng đây là coi như là nhà gỡ vô là bệnh luôn. Mắc tiền thôi. Ở dưới bãi biển không á, chạy mười mấy cây luôn á. Đó, quay bãi biển cho bà con coi. Đó, vậy đó. Bên vậy đó, bên đây là biển không gì đó. Nó chạy dài lên tới chợ đó này thấy không? Nhà mắc tiền. Ở sân Kiêu Đà đi bỏ dài xuống đây tình. Mắc này phải tăng biển. Nhìn ra biển. Chạy tàu lao là dính à. Wow. Sắp sửa đi chứ. Lá. Wow, lá màu vàng đẹp quá. Vàng, viết là vàng. Ở đây viết dán giấy bùa. Nãy giờ sáng giờ gặp hai bắt hai đợt rồi nha. Chạy tàu lao thiên đế là chết với nó. Ở đây police nói cái gì thì làm theo cái đó, không dám cự lại một tiếng nào hết nha bà con, không dám đâu. Ở đây có gì nó đưa ra tò nữa, rồi nó để vô hồ sơ là thú quắc á. Là bãi biển này ta. Đó, bãi biển tới rồi đây. Ba rồi. Gặp cảnh sát mà nó quắc lại là mắc luôn rồi. Ít nhất cũng tốn 100-200 đồng rồi. Mà nhiều nữa thì ba. Muốn vô đây dắt nó đi vậy không? À, ai biết anh. Đó, ồ, mấy nhà đây đẹp đẹp không hả bà con ơi đây nè. Biển Rai Tình nè. Thì anh kiếm chỗ đậu đi, dắt cháu nội đi chơi chút đi. Chạy hoài hồi nó ối nè. Ở đây đâu, lên trên chứ, ở đây đâu có đường vô đâu anh vô. Đâu chơi đường trước đi. Anh phải lên trên, anh phải du thân lại, tại đâu có ngã chạy ra biển đâu mà anh nha. Có cái đường này nè. Em giờ mà em không thấy có mà anh nói có hay thiệt. Chạy lên luôn. Chạy lên luôn, bởi vì em nó chạy lên luôn. Vào nhà đẹp đẹp không hả bà con ơi. Một căn đây mấy chữ. Ok. Quá trời.
chơi nha. Đài tưởng niệm bữa nay AZD người ta để bông. Wow. Đài tưởng niệm ở đây. Vô đây là mát mẻ. Vô đây một cà rem ăn đi. Rồi. Cây bạn đi. Nò quá chứ không phải là cây bạn. Nò quá mới ăn xong. Qua mấy này đi. Qua đây đi. Ha. Ừ, qua đâu cũng được, nó mới rì up to you. Qua đây em dắt nó đi. Chạy dắt nó đi vòng vòng chơi chút, anh không đi sao? Không. Đó chạy lú ra ngoài luôn cũng được nữa anh. Thiếu gì. Đó chồm ra luôn. Gì đó. Ôi trời ơi. Rồi, đậu xe đi xuống dắt cháu đi chơi. Rồi, đậu xe dắt cháu mình đi chơi chút xíu nha bà con. Rồi đi, wow, anh Liêm dắt thằng Mai Lồ đi chơi đấy nha bà con. Cưng quá, đi đi, đi đi anh. Cưng quá, ông nội dắt đi chơi. Ồ, bãi biển đẹp quá. Này, ông cháu mẹ đó đi. Biển biển rây tình nha bà con. Đó, bây giờ là mời cả nhà đi theo Lan ra biển chơi nha, biển rây tình đó. Bữa nay trời nắng đẹp quá rồi, nghỉ lễ nữa nên đi chơi nha. Mời cái nhà đi với Lan. Biển đẹp lắm nè. Mấy chim đứng nè. Trời đất ơi, hai con cháu mình nó lội đi đâu vậy trời. Rồi ngồi gãi nha. Hứa gì vậy? Ra đây ngồi ra gãi ông nội mình gãi cho mình. Bà nội người làm này đúng không? Đúng rồi. Gãi đi. Đi ra biển gãy ngứa cho cháu nội đi. Bố tài. Wow, ở dưới này chắc mấy con dòm nhiều lắm à ta. Đó, có con chó cho bác Pì kìa. Morning, morning. Dễ thương không? Ta ra biển ta ngồi chơi vậy đó bà con. Mấy chim đứng kìa. Anh Liêm dắt nó đi bộ trước kìa. Ở đây người ta kéo tàu xuống ta chơi. Ủa trên kia vui quá anh Liêm. À, trên đó là tàu, cái chỗ làm có mực đó. Ờ kìa. Có tàu nó ngồi chạy chạy. Đây là có ấp. Có đó, có. Bảo đảm. Bảo đảm có đó mà tại vì chỗ này mà người ta là khu người ta vui người ta chơi mà. Ở đây. Đâu vậy? Giờ bà nội rồi, tới đây. Đã, ở đây anh đi lên được nè anh Liêm. Đây nè chỗ này nè. Anh đi lên được nè. Ở trên đó là chỗ mà một lần mình ưa đi câu mực đó ra tên nè bà con. Đi bộ cái cầu đó đó. Ở trên này thì chỉ trên này nhà thôi. Đi lên đây, đi lên đây. Đi lên đây. Anh đang đi bộ lên nè bà con. Cháu cưng không? Đi đi nửa đường là đứng như vậy. Cũng khôn lắm chứ. Rồi ông nội kỹ luôn, nội ẩm đi. Ông sợ nó dơ, ẩm này. Anh Liêm không thấy nước nè, cho nên ông ẩm nó. Lội trên chỗ này là chỗ cho mình đứng giống như nhìn phong cảnh đó bà con. Cái ổ, cái bia này, cái chỗ tưởng niệm này ta dựng lên để chữ đây.
Người ta mới cái dựng cái bia này ngày 27 tháng 5 năm 2001. Thì na bãi biển. Đây. Bãi biển rồi tình 1862. Cái chân này. Còn ở đây. Ở đây hồi xưa này bà con vui hôm đó. Còn mày dòm gì trụ, ông đứng lên ông dòm rồi cho đứng lên dòm đi. Dòm đây, đứng lên dòm đi con. Hình như mới hôm qua kia gì ba đi câu mực á anh. Ở đằng đó đó. Ừ, đi câu mực ở đằng đó đó. Còn ở xa trên đó là city nha bà con, đó city đó. Nên ở đây sát bên city à. Đó nó đây. Thả lên, thả lên, đứng lên. Ông nội thả lên, đứng lên, đó. Lúc lúc lúc. Wow, đẹp không? Ồ, mãi lâu có gì đó. Ồ, có biển đó bà nội, biển đẹp quá à. Được ông nội dắt đi biển chơi sướng quá ta. Đứng dòm đi coi có thấy không? Thôi xuống, nhảy xuống đi. Rồi đi chỗ khác rồi. Đi 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 vòng chỗ khác đi con, đi đi. Đi chạy xuống dưới kia. Chạy xuống dưới kia đi. Lan chạy qua mép bên cây cầu bên kia chơi nha bà con. Đó, bây giờ ở đây đi xong rồi mình chạy qua bên cây cầu bên kia. Biển rất đẹp nha, người ta đi bộ ở đây đông lắm. Có xe sau lưng Lan. Sau lưng Lan có xe bán cà rem á. Đó, đang bán cà rem đó. Nhưng mình no quá, mình không có ăn nha bà con. Tại mới đi ăn với con mình. Mới đi ăn với Michael, với Diệu Hiền. Rồi bây giờ mình chạy qua bên cây cầu bên kia chơi. Bãi biển đẹp chứ. Bãi biển đẹp mà, sát bên city. Nó nằm dài theo sân cứu đà. Xe police. Bèo chưa? Bèo rồi. Giờ này gặp police mới hỏi bèo chưa. Bèo rồi. Ở đây anh chị cỡ nào gặp cảnh sát là cũng quéo giò hết bà con. Thấy gì chứ đường này chạy nhanh lắm anh. Nhanh chứ. Tốn chục. Cái nhà đẹp quá ha. Nhà ở đây rồi vô bánh. Ở đây thì mình đang xây apartment đẹp quá, nhìn ra biển đẹp quá. Biển nha bà con. Trời ơi chiếc xe này xưa dữ lắm rồi anh Liêm. Tiền không. Tại nó cố tình để cái buồn gì đó nha bà con. Cái này cố tình để cái buồn cỡ đó. Dì ba, dì tư rồi đi, dì ba lọc đi câu mực á. Câu mực đây nè. Ờ, câu mực ở đây bộ nè. Đi buổi chiều. Kìa. Ở chỗ đó đó bà con, chỗ cái ngoài đó đó, ngoài chỗ bến tàu đó. Chúc anh chạy ra. Dữ lắm.
GPS. Hồi mất công GPS. Nó dài dữ lắm. Nhà bự bự không mà chạy cái này là đi lên tới Fort Sì luôn á. Mấy chục cây số là cặp chị không á. Ấy dạ. Nhà đẹp đẹp. Mà nói chung đất bự nữa bà con. Ừ. Nhà đất bự. Đẹp quá. Này dọn đá. Mấy anh chạy xe đạp. Có chị dẫn đầu nữa chứ, ghê chưa? Chị đã chạy trước. Nó làm open cửa gì đẹp anh ha. Có đường tẹ phải vô đó anh, đi vô qua bên cái chỗ bị chỗ quẹo vô để thẳng xuống dưới đó luôn đi đó, thì ngay chỗ này có mực rồi nè. Chạy đi, chạy đi, từ từ đó, lắc vài cái nữa cháu ông nó ổi nữa. Mình nhịp ở đây đâu lâu quê quá đi xe gì đó, đi xe quê. Ôi quá bà, đẹp quá nè. Ồ, mấy chó đi kìa, sơn sơn kìa. Cái thằng này phải cho đi thường mới được, không cho đi nó bị ói. Để ngày nào cũng chở nó đi vòng nhẹ nhẹ vậy đó. Chạy theo đây đi anh, xuống đây đi. Đây nè, bến nè. Đó, trời ơi. Ồ, cảm tàu. Chạy vô đó cho em quay, em đi ra. Ô, tao đâu cho chú. Cho vô chứ. Cho không? Vô vô tới đây thôi, vô trong nữa tao mới cho. Vô tới cái cạp quẹo cũng bụi đầu quá, cái đi giờ ghé rồi. Wow, cái này chỗ đậu tàu. Chỗ bến giữ tàu. Chỗ bến giữ tàu. Đó, bà con coi đi. Đây nè, anh quẹo qua đây được nè. Đó, vô trong đó là cái cảng ta kéo tàu vô. Thì là phải lên trên mới quay biển được. Lỡ rồi vô đây đảo ra. Cái hồi nãy mình ở bên kia mình nhìn qua đó bà con. Chỗ người ta gửi tàu cho bà con, bến gửi tàu. Wow, đẹp ha. Kìa, anh muốn anh chạy xuống đó đó. Đâu có vô được. Đó, người ta đậu đó. Mà vô đâu, anh lên trên này em quay cảnh anh có được rồi. Ở trên này cao nè. Lên trên kiếm chỗ đậu đi, để xuống quay anh với cháu khỏi xuống rồi. Quá rồi. Nè, đây có chỗ đậu. Đúng rồi, có chỗ đậu đó. Ở đây chắc không có chỗ đậu ta chờ rồi. Ôi, đẹp không? Wow. Nơi cảnh kia thì em quay cái sơ đậu lên. Anh đậu đây nè, cho cái gọn người ta nè. Em xuống ngoài đây. Đây cái cảng nè nha bà con. Này ta cho để đậu tàu á. Mấy người ta gửi tàu ta đi chơi đâu đây nè. Đây là đang đứng trên cao chụp xuống mấy cái chỗ này, cái cảng đó mà để ta gửi tàu ta đi chơi á bà con. Mấy ở đây là mấy câu lạc bộ mà. Mấy người ta vô này mà xếp á tàu. Trời nhịp quá bà con ơi, bị bệnh rồi bà con.
cháu nội đi hồi cháu nội bị bệnh đó bà con ơi, tội nghiệp quá à. Ối rồi thôi bây giờ mình đi về nha, tại nó đi xe xa cái nó bị ối rồi bà con ơi. Ồ mai lò bệnh phải không, thôi bà nội chở mai lò về nha. Nãy giờ đẹp đó. Nãy giờ nó ối bà con, chó chở nó đi xa quá cái nó không có quen đó, nó bị ối nha, nên Lan với anh Liêm chở nó đi về. Thì nãy giờ chạy từ ở trên bãi biển Săn Cứu Đà chạy dài xuống đây tỉnh đây nè bà con, nó chỗ này em mình đồ ưa đi câu mực ở đây nè, bằng đêm á người ta ra cái cảng người ta câu mực nhiều lắm nha. Thôi Lan với anh Liêm đi về, đang trên đường chạy ra khỏi chỗ bãi biển. Có mấy người ta đạp xe đạp đi chơi đây nè bà con. Thôi tới đây Lan xin chào cả nhà. Lan với anh Liêm bây giờ đang đi trên đường đi về nha bà con. Tại dắt con Mai Lộ nó theo, con chó nó theo cái chạy xe xa quá nó ói, nên Lan đi về thôi. Tới đây Lan xin chào bà con nha, chúc bà con ngày mới vui vẻ khỏe mạnh. Bà con nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ dùm hai chồng Lan, Lan thân thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye anh, bye bye cả nhà. Cố không nó ngồi sao kìa đó, tội nghiệp không ói nãy giờ quá trời luôn á.